Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Ok, thì lúc này mình đang mặt ở bên server Nam Văn Phi. Đấy, server này nó có mấy quả sự kiện hay phết mà tôi nghĩ là server Việt Nam nên học tập. Đấy, thật sự. Đấy, học tập ở chỗ nào? Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em xem. Đó chính là ở bên này. Thì nó đang có một quả sự kiện cho chúng ta thử quần áo. Tức là thật ra ấy, có rất là nhiều trang phục trong Ghana Free Fire ấy. Mà tôi nghĩ là thật ra nếu mà bên Ghana họ cho chúng ta gọi là được thử trước những cái đồ đấy để xem ra có nên mua hay không thì nó hay hơn. Ví dụ như là có thể bỏ ra tiền để mua trang phục đấy trong vòng một ngày. Tại vì nhiều khi mặc ở ngoài sảnh chờ với mặc ở trong game trông nó lại không giống nhau. Đấy, thì bên này nó đang có sự kiện cho chúng ta có thể mua đồ đấy để thử trước đồ. Đấy, thế này không biết làm như thế có nên không. Tại vì nhiều khi ở server Việt Nam anh em chỉ cần vào chơi một ngày xong anh em flexing. Đấy, là xong đấy anh em gọi là chụp ảnh cái thứ xong anh em chán, anh em lại quay về mặc mấy cái đồ của anh em. Đấy, hợp lý không anh em? Đấy, thì ở đây nó có cái bộ đồ mới ra, cái bộ đồ biệt đội thần chết này. Thì cái giai điệu thần chết này thì mỗi cái mảnh của nó chỉ mua mất 9kc. Tức là để mà dùng cho một ngày mất 45kc. Tất nhiên thì bộ này cũng chả phải đẹp đẽ gì. Đấy, bộ này trông nó cũng chắc là nó không hợp gu người Việt Nam. Đấy, nói thẳng là nó không hợp gu người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thường thích trang phục ở trông nó kiểu đẹp đẹp, kiểu khác. Còn cái này thì chắc là nó hợp với mấy anh em ở bên này hơn. Đấy, nhưng mà ví dụ như bây giờ các bạn cảm giác là chúng ta có thể bỏ ra 9kc để chúng ta mua đồ chế tác mặc một ngày thôi, hôm sau mặc đồ khác. Mỗi ngày mất 45kc, tức là hôm nào mà vào chơi cần mặc thì mình mới mua. Đấy, còn hôm nào mình không cần mặc thì mình không mua. Đấy, thì hợp lý đúng không anh em? Đấy, có vẻ hợp lý không? Hợp lý nhưng có bí luôn. Thì tôi nghĩ là như thế thì nó sẽ phù hợp hơn với cả anh em và nó sẽ giúp cho anh em gọi là có nhiều sự lựa chọn hơn. Đấy, thì bên này nó có cái này rất là hay. Ngoài ra thì bên này đang có sự kiện quả top up. Đấy, cũng rất là ngon lành hành đào. Đấy, bên này thì hôm trước tôi cho anh em xem đó là cái shop quy đổi hộp ma thuật nó rồi, rất là giòn. Đấy, rất là giòn luôn. Ngoài ra bên này bán rất nhiều các loại hộp, nhưng mà lại khác so với Việt Nam nhá. Là bên này tất cả hộp đều là hộp kiểu random, chứ nó không có kiểu quy đổi huy hiệu như ở so với Việt Nam đâu. Đấy, tức là server Việt Nam chúng ta là có nhân văn chán. Đấy, nhưng mà bên này nó lại có cái, bên này nó lại có cái quy đổi bộ hộp băng cướp đêm. Đấy, shop huyền bí, shop và hộp ma thuật. Đấy, thì bên này ngoài ra nó đang có mấy sự kiện bán súng thẳng ở trong shop này. Đấy, bán súng toàn mấy súng nguyên thoại thứ bán thẳng luôn, 1499kc, không phải nói nhiều, mua được mua, không mua được thôi. Nhưng thực ra bên này cũng có một cái hay là họ hay tặng free. Ví dụ như ở đây họ tặng free bộ đôi bi rông cộng thêm với cả khẩu G36 Dancer. Thì tất cả khẩu G36 Dancer thì cùi, nhưng mà khẩu bi rông này khá ngon, hai độ chính xác, một độ di chuyển. Với 1000kc lấy bộ đôi này phải gọi là hết nước chấm. Lấy bộ đôi này đâu phải đơn giản đâu. 1000kc lấy hai skin súng, cái này mà có server Việt Nam thì chắc là anh em húp vội. Cái này mà có server Việt Nam cho anh em húp sùm sụp luôn, húp gọi là nhanh nhẹ luôn, các anh công nhận không? Cái này mà có server Việt Nam thì anh em gọi là húp gọi là nhanh luôn. Đấy, nhưng mà thế này thì nói chung là ở server Việt Nam thì ít khi mà chúng ta có cái top up và nhận được súng luôn lắm. Đấy, ít nhất là chúng ta cũng có thể tiêu một cái gì đấy chúng ta mới nhận được súng, chứ còn không mấy khi mà vừa có KC vừa có súng như này thì khó. Đấy, anh em công nhận không? Ok, bây giờ thì vào trong game để test cái bộ đồ giai điệu thần chết phát. Đấy, lâu lắm mới tôi chơi chế độ hộ tống này. Chế độ này trông có vẻ khá hay. Chính là Free Fire có rất nhiều chế độ chơi mà thật ra nó không được ăn khách cho lắm. Đây, bộ này vào trong game thì trông cái áo thì trông tạm tạm. Đây, có cái áo thì trông tạm tạm, quần trông bình thường. Cái mũ, đấy, được cái mũ phớt trông được anh em ạ. Và được cái mũ phớt, mũ gọi là cao bồi. Đấy, bộ này nó theo phải phong cách kiểu Nam Mỹ ấy. Đấy, Việt Nam mình thì chắc là không chuộng cái bộ đồ này. Đấy, sao đây chế độ này ngày xưa tôi gọi là chế độ đẩy xe bò. Đấy, chế độ đẩy xe bò. Đẩy vào đây ạ. Đẩy vào đây làm sao ơi, mấy thằng này ngáo rồi, mấy thằng này không biết chơi rồi. Mấy anh em Việt Nam chơi chế độ đẩy xe bò bắn ghê lắm, mấy thằng này không biết chơi rồi, nó ra lẻ tẻ từng thằng cả. Đấy, mấy thằng này đẩy vào đây đánh giá là khá gà hơn cả streamer gà nhất Việt Nam. Chính là tôi. Đấy, cái này không đứng lên trên cái xe nhỉ, đứng lên trên cái xe nó bị rơi xuống. Ngày xưa cái xe cũ cơ, cái thôi mà nó còn dùng cái xe cũ cơ.
cái xe cũ mà trông nó như là, tôi không nhớ gọi là trông nó giống như cái gì, nhưng mà cái xe cũ nhớ đứng lên được. Còn cái xe mới này nó là cái phi thuyền của Chrono thì không đứng lên được. Đấy, quả chế độ đẩy xe bò. À, ui, cái nó kêu chơi ở phóng lưu nhỏ ạ, à, chiến đấy. Và mày chơi ở phóng lưu nhỏ mày cũng phải gọi là chiến nó đấy, không phải đơn giản đâu. Làm sao, làm sao, ui xôi, xin nhẹ hai cái đầu. Phải trưởng, thằng này nó phun lửa chết mình ạ. Phải trưởng nó vào bưởng, chuyển qua bắn nó là M82B. Mày chết, mày chết với cậu. Chế độ này nói chung là cũng vui. Thực ra bên Nga Na FIFA không đầu tư để xây dựng mấy cái chế độ chơi phụ này nhiều. Chứ còn thực ra mấy chế độ chơi phụ này tôi nghĩ là nó cũng làm một cái gì đấy nó khá là thú vị. Nhưng mà mỗi tội là căn bản của ta không có những cái map riêng cho cái chế độ đẩy xe này. Đâm ra kiểu nó bị bình thường ấy. Nó bị khá là bình thường ấy. Chứ còn ví dụ như là bên Nga Na họ đầu tư nghiêm túc cho mấy chế độ chơi này thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ hay hơn. Mấy chế độ chơi này chắc là có lẽ người chơi ít chơi. Đấy, ít chơi nên là đâm ra là kiểu chả thấy có server nào chuộng mấy cái chế độ chơi này. Đấy, trừ nói chung là chế độ này mình chỉ chơi để test đồ mấy server linh tinh này thôi. Đấy. Thằng này đẩy quá, thằng này đẩy quá, xin nhẹ cái đầu. Xin nhẹ cái đầu luôn. Đâu ấy nhỉ? Đấy, đâu á, thằng này. Ui giời, bao sấy M29 ghê đấy. Thôi. Ok, test đồ vậy thôi. À, có một vấn đề khá thú vị, một số anh em mới hỏi là về cái quà level 70, 80, 90, 100. Đấy, thì cái này tôi cũng chưa nhận được. Tại vì là tôi, tài khoản tôi mới level 6 mấy. Đấy, mình ít chơi và mình cũng không lên được cái level tầm như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì một số bạn em thủ ở server Việt Nam bạn nhận được rồi. Thì các bạn có nói là sẽ nhận được cái gì? Đấy, sẽ nhận được cái gì? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có đó là cái... level 70 sẽ nhận được cái hình nền. Đấy, level 80 nhận được cái avatar. Level 90 nhận được quả keo. Đấy, level 90 nhận được quả keo. Level 100 thì chúng ta sẽ nhận được một cái hành động đặc biệt. Đấy, thì đây là cái... Đây là cái gọi là quà đến từ cái hệ thống trao giải mới của bên Ghana Free Fire dành cho chúng ta, gọi là có... chúng ta gọi là có cái đồ thế kiểu để mà dùng. Đấy, nếu mà gọi là động lực một tí cho các bạn lên level. Đấy, mà động lực thì nó cũng không phải là quá lớn, động lực tôi thấy nó bình thường. Mấy cái đồ ấy tôi cũng chả lấy làm gì, có mỗi cái hành động thì lấy thì ok, nhưng mà cái hành động tận level 100. Đấy, hành động tận level 100 thì nó slow vẽ trưởng. Đây, đây là hành động level 100 đây. Nhân vật chúng ta sẽ ném ra một quả keo, sau đấy thì sẽ đục đục. Đấy, xong đập một phát thì nó sẽ vỡ ra thành cái cúp level 100. Đấy, cái này anh là dán, anh có muốn tôi review thì anh gửi thẳng vào tôi. Đấy, gửi thẳng vào tôi. Còn mày chả biết bao giờ một cây level 100, chắc là từ giờ lúc game sập thì tôi cũng chưa lên level 100 đâu. Đấy, và đến lúc game sập thì chắc cũng chả level 100 đâu, cho nên là cũng hơi khó. Đấy, hơi khó cho đội bán chó. Đấy, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, thông tin anh em thế thôi. Và bây giờ thì hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nhá. Bye bye, đừng quên like, subscribe cho mình.